Tại hội thảo công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam với chủ đề Củng cố điểm tựa tài khóa cho phát triển, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đã đưa ra khuyến nghị trong trung hạn Việt Nam cần có những thay đổi về thu và chi ngân sách. Với những tác động của dịch COVID-19, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đã đưa ra các kịch bản tăng trưởng kinh tế. Lạc quan nhất, mức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2020 được dự báo đạt khoảng 5,3%. Kịch bản trung tính là 3,9% và bi quan là 1,7%. Với kịch bản trung tính thì thu ngân sách sẽ giảm khoảng 10%. Việc chính phủ đề nghị hoãn tăng lương cơ sở do tác động của dịch COVID-19 cho thấy khả năng dự phòng tài khóa cho trường hợp có rủi ro tác động là không cao. Do vậy, các chuyên gia khuyến nghị trong trung hạn phải có thay đổi cả về thu và chi ngân sách, đặc biệt là chi thường xuyên. Việt Nam cũng cần cân nhắc việc có nên duy trì các ưu đãi thuế, chạy đua cạnh tranh thuế như các nước ASEAN đã làm trong thu hút FDI.